Nè, em đang suy nghĩ điều gì vậy? Em đang bị ám ảnh Không biết bà Diễm có sao không anh? Mình làm như vậy có ác quá không? Không Bà ta đáng bị hậu quả như vậy Mình chỉ gành mặt bà sơ sơ thôi có gì đâu em lo anh nói y như bá chấp nó vậy đó Em hãy tập lòng que với những suy nghĩ đó đi Cái này người ta gọi là Ác giả ác báo mà thôi Em suy nghĩ đi Nếu như bà ta không làm những cái chuyện đó Thì má em đâu phải vào tù Và ngày hôm nay em đâu phải ra đường như vậy Chào anh à Anh chỉ muốn trả lại sự công bằng cho em thôi Bà ta không thể nào nhỡn như qua vòng pháp luật được Em không muốn nghe anh nói những lời to tát như vậy Mà thường nói những lời to tát Đều là giả dối anh có thể tàn nhẫn với bất cứ ai Có thể giả dối với bất cứ ai Nhưng mà đối với em Anh không bao giờ giả dối Em có hiểu không? Hả? Em biết gì sao không? Vì em Là bồ câu trắng Trong đám quả đen Bởi vì Đứng trước mặt em anh không thể nào nói lời giả dối Vì anh cảm thấy Nếu như anh có giả dối em Thì giống như là anh phạm vào tội ác Anh rất muốn được ở bên cạnh em Để chăm sóc và lo lắng cho em đến suốt cuộc đời này trái tim của anh đã thuộc về em anh yêu em nhiều lắm em cũng yêu anh anh đừng có lợi dối em nha em có nghĩ Đêm nay sẽ là đêm tân hôn của chúng ta không? <laughs> đêm tân hôn chỉ là một đêm thôi Nhưng mà em muốn mình được hạnh phúc mãi mãi <laughs> Em là một cô gái gì thông minh Là dù đáng yêu nhất trên cuộc đời này cả đất cả trời cả đêm nay là của chúng ta một đêm và mãi mãi tôi ngỡ mấy việc sát, dạ. nhưng vì cũng do gì, chờ khám nghiệm tử thi là sẽ rõ. có gì chúng tôi sẽ liên lạc rồi báo cáo danh sau sao. tất cả mọi việc chúng tôi nhờ bệnh anh. hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp. dạ. bây giờ chúng ta lên đó để xem có tìm thêm tang vật gì không. anh hai. gì vậy? Chuyện gì vậy anh? Em đọc đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao ông lại làm như vậy? Chắc có thể là ông ta sợ hãi quá cho nên tự sát. Anh ơi, có phải là mình đã gây ra cái chết của ông không anh? Em đừng hoảng hốt quá, ông ta đáng bị như vậy mà. Nhưng mà mới chỉ có một ngày thôi mà một người thì tự sát một người thì bị mình hành hung <laughs> em sợ quá em nè không gì gì phải sợ mình làm đúng mà có gì đâu phải sợ ừ? em tức và lo cho má nên em mới làm vậy thôi chứ em không muốn ai bị gì hết em không muốn ai bị chết hết anh hiểu mà Mình đang làm cái gì đây? Mình đang đúng hay sai? Dù anh! Em nghe anh đi. Ông Phan và bà Diễm bị như vậy là họ đã nhận đúng hậu quả gì của họ làm rồi. Mình chỉ thực thi công lý mà thôi. Em không nên suy nghĩ rồi căng thẳng nữa. Còn đoạn ghi âm của em, mình có đưa công an không anh? Theo anh thì không nên. Nếu như em đưa cho công an, thì họ sẽ biết em đến nhà ông Phan. Họ sẽ chuyển hướng điều tra sang em. Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Em không cứu được má em nhiều khi em còn ở tù nữa kìa. Không lẽ mình bảo đoạn ghi âm đó? Có lẽ. Em suy nghĩ đi. Nếu như ông Phan là chủ mưu, nhưng dù sao ông ta cũng đã chết. Điều quan trọng bây giờ là em phải nghỉ ngơi cho thoải mái tâm trí. Chiều nay, anh sẽ đưa em đi mua sắm. Em mệt hả? ờ um, thôi được rồi nếu vậy thì em vô phòng đi em không biết đâu anh có một biệt tài đó chính là kể chuyện hài anh kể chuyện hài rất là hay bảo đảm là em sẽ cười đau bụng luôn <laughs> ok đi à chuyện là vậy ngày xưa ngày xưa ở một khu rừng nọ có một con cọp thật là to con ngồi đã dướng vào lưới nhện rồi chào anh mày không có được thoát ra đâu tối nay chúng ta sẽ tấn công một quán bar địa điểm sẽ báo trước giờ xuất phát đây là sơ đồ đại sảnh cũng là sàn nhảy còn trên lầu gồm có 6 phòng là nơi diễn ra dịch vụ buôn bán ma túy tối nay chúng ta phải bắt cho được những tên bán thuốc ở vũ trường này rõ rõ chào em bỏ thuốc của em đi lấy thuốc của anh chơi sướng hơn nhiều đảm bảo sẽ không làm em thất vọng đâu Điện đi anh nói thiệt mà em tin anh đi thử đi em đảm bảo sướng như tiên luôn hả đi, đi cũng có chơi cứ thử một lần đi đảm bảo em không thất vọng đâu Ừ, cũng được bắt là đứng yên đứng lại cho <laughs> khám xét và kiểm tra đề <laughs> nghị mọi người tập trung vào một bên đi đâu đi

là cô tâm gọi em đó em bốc máy đi lỡ mà có chuyện gì sao con nghe nè cô dạ con sẽ sắp xếp à cô tâm muốn gặp em má con có khỏe không vậy cô má con không được khỏe lắm bệnh tim tái phát có vẻ càng lúc càng nặng nhưng mà khi nghe cô nói là con đang ở với cô thì má con rất là vui cô đã xin cho con được vào thăm má con đó chừng nào vậy cô cuối tuần này mình có nên kể chuyện ông phan không bây giờ ông cũng tự tử chết rồi còn bây giờ thì châu anh à về ở với cô nha dạ không được đâu cô tại sao vậy con con biết là cô tốt với con nhưng mà con không thể về nhà cô được con ngại chuyện gì dạ không có gì đâu cô con không thể về được mong cô thông cảm cho con ạ à. cô có thể biết nguyên nhân được không sắp tới con sẽ tự đi làm con có thể lo cho mình được cô không cần phải lo cho con đâu nhưng mà cô đã nhận lời hứa với má con á là chăm sóc cho con cho nên á dù muốn hay là không thì lúc nào cô cũng phải ở bên cạnh để lo cho con. Bây giờ thì má con cứ nghĩ là con đang ở nhà cô. Điều đó làm cho má con rất là yên tâm. Cô đừng có nói cho má con biết là con ra ngoài ở nhà cô. Cô xin cô đó. Má con mà biết là bệnh má con lại tái phát. Sau này con có việc rồi, con sẽ tự nói cho má con biết. Bà muốn vụ nó về với bà hả? Bà lo cho cái mạng già của bà cũng chưa chắc được ở đó mà lo cho người khác thì đợi đó ông ta đã tỉnh lại chưa dạ thưa tỉnh rồi ông là ông há đúng chúng tôi thuộc đội điều tra phòng chống về tội phạm và ma túy rất mong sự hợp tác từ phía của ông ai là người trực tiếp lãnh đạo ông nhiệm vụ vận chuyển ma túy tổng hợp tôi không biết tôi chỉ nhận giao dịch qua một người hắn tên là bồi cơ bồi cơ một tháng mấy ông vận chuyển bao nhiêu lần và địa điểm lão những đâu không có quy định nào cụ thể hay địa điểm nào cụ thể tôi chỉ chờ điện thoại của hắn và nhận hàng nhiều hay ít mà thôi vậy sao bọn chúng lại muốn thủ tiêu không đường dây đã bị công an phát hiện tôi đã bị lộ vì sợ đường dây của chúng bị lộ cho nên bọn chúng cho người xử tôi để bịt đầu mối ông đã uống phải rượu có độc nhưng rất may đã được chúng tôi cấp cứu kịp thời nhưng ông phải nằm đây tịnh dưỡng lâu dài đó cảm ơn cô cảm ơn cô giúp đỡ chuyển gia đình tôi đi nơi khác đi nếu không bọn chúng sẽ giết gia đình tôi ông cứ bình tĩnh đi chuyện đó chúng tôi đã thu xếp hết rồi cảm ơn cảm ơn cô giúp tôi ông cứ nghỉ ngơi đi khi nào khỏe hơn chúng ta sẽ nói chuyện cảm ơn sự hợp tác từ phía của ông chào ông tại sao chú phan tự tử con ở ngoài có nghe thông tin gì không ờ à, con biết là chú phan có liên quan đến chuyện của má nhưng tại sao má lại bao che cho ổng rồi bao che cho cả ông dượng nữa à, còn còn con nít đừng có nói tầm bậy mọi chuyện không như con nghĩ đâu thực sự bây giờ má cũng sợ lắm má cũng không biết phải làm sao nữa má má ơi thôi má đừng suy nghĩ nhiều nữa hại cho sức khỏe lắm chuyện bây giờ con lo nhất là sức khỏe của má má đừng có xúc động cũng đừng có lo lắng dễ bị đột quỷ lắm đó má má biết rồi chuyện của má để từ từ má lo bây giờ con nói cho má nghe chuyện của con đi ở nhà má cưng chiều con quá bây giờ con ra ngoài ở nhờ nhà cô tâm má cũng lo lắng lắm ừ. năm sau á con sẽ đi học lại cho má coi chuyện gia đình mình rồi má lại càng như vậy làm sao mà con học được nhưng con hứa với má là năm sau con sẽ đi học lại và con sẽ thi đầu đại học cho má coi ừ. Con hứa thì phải giữ lời đó Nhưng mà Má cũng phải hứa với con đó nha Khi má ra tòa Má phải gai ra hết sự thật Ông Phong và bà Diễm là những người đã hại má Cả ông Phan nữa Cho dù ông đã chết Nhưng mà ông vẫn là kẻ chủ mưu Tại sao con nói như vậy Con đã biết cái gì hả à, Dạ Thì con đoán như vậy thôi Con không muốn nói ra Nhưng mà chắc má cũng nghe cô tâm nói rồi con đã biết chuyện con là con riêng của má con đã từng rất giận nhưng bây giờ con không muốn giận nữa con cũng không buồn gì hết nhưng chuyện ai làm người đó chịu tuy rằng má có lỗi nhưng mà giận cũng không thể để cho má gánh tội một mình được Nhưng ông Phan chết rồi Thì mình khó mà thoát tội Mình có khai ra anh Phong không? Nếu có khai cũng khó mà thoát tội Cô gái này là bạn gái của Thế Minh Người ngồi ở bàn kế bên Là đối tượng mà bên hình sự đang nghi ngờ Là chủ mưu của những vụ cướp giật táo bạo Trong thời gian gần đây Đồng chí có biết cô gái đó không? Nếu là bạn gái của Tinh Minh Thì tại sao lại ngồi nói chuyện với cô Tâm? chính vì vậy mà tôi cảm thấy rất nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người này chẳng lẽ đội trưởng nghi ngờ cô tâm là người buôn bán ma túy tổng hợp chắc không có đâu cô ấy là một người giám thị gương mẫu và liêm chính mà tại sao tôi chưa nói gì về thế minh mà đồng chí lại biết hắn có liên quan tới ma túy vậy vì nếu tên minh chỉ có giật dọc và cướp bóc thôi thì bên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt hết từ lâu rồi chứ không liên hệ với phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của chúng ta đâu đúng vậy tôi đã đề nghị họ khoan bắt tên thế minh để điều tra và theo dõi thêm vì tôi nghi ngờ hắn có liên quan tới vụ buôn bán ma túy tổng hợp ở các vũ trường và có tầm cỡ rất là lớn đồng chí và các trinh sát trong tổ của mình hãy lên kế hoạch tiếp cận đối tượng Rõ Châu Anh à Về nhà cô đi con Đừng ở chung với đám bạn con nữa Trước sau gì Họ cũng dẫn con vào con đường ăn chơi trác tán Quỷ hoại cả bản thân Có khi con có thể dướng vào pháp luật nữa Dạ Con biết rồi cô Con cảm ơn cô ạ à. ừ. Thưa cô con về Nếu cô ấy biết mình đã hành hung bà Diễm Và làm cho ông Phan phải tự tử chết Thì cô ấy đã không tốt với mình như vậy Không chừng còn bắt mình vào tù Cho anh Chắc là cô giao du với tụi giang hồ Làm nhiều chuyện xấu xa quá Nên không dám gặp má con tôi chứ gì Cô xấu hổ hả Cô thấy lo sợ về những chuyện cô đã làm Vậy thì đừng làm Để khỏi phải trốn chạy Không phải cắn rứt lương tâm Mình mà quay về nhà cô Tâm Nếu tình thấy ghét đó Mà biết những việc làm của mình hắn sẽ không bỏ qua đâu không chừng hắn sẽ đi báo công an alo cô nghe dạ con cho anh nè cô tâm có chuyện gì không con dạ con xin lỗi cô Con không về nhà cô được ạ à? tại sao vậy dạ con có lý do riêng ạ à? lý do gì cô có thể biết được không cô đừng buồn con nha con đang nỉ cô đó cô đừng nói cho má con biết chuyện này châu anh à nhưng mà cô lý do gì mà nó không về nhà mình ở nè có gì thì nói nhanh lên đi tôi không có nhiều thời gian sao hẹn tôi ra đây rồi im lặng à <laughs> bộ anh bận lắm hả anh không có một chút thời gian nào để dành cho em hết mà có thời gian để dành cho con nhỏ đó hả con nhỏ nào thì con trâu bò gì đó tôi nói cho cô biết người ta là trâu oanh chứ không phải trâu bò gì đó <laughs> trâu gì thì cũng là trâu mà anh nói xong chưa dạ cho hỏi anh dùng gì ạ không muốn gì hết ờ, em cho một ly cà phê rum cảm ơn em dạ dạ anh có chuyện gì thôi mà mình chưa nói chuyện gì hết mà ngồi đây ngồi xuống đây đi em xin lỗi được chưa anh thực uhm, thật ra em không thể nào quên được anh đâu anh ạ à, mình quay lại với nhau nha anh <laughs> còn tôi á thì tôi ngán cô thích tận cổ rồi anh muốn nói vậy để em nổi giận phải không để em bỏ về phải không không nói thật em không thể nào quên được anh em đã cố gắng rất nhiều <laughs> nhưng mà em yêu anh nhiều lắm chúng mình làm lại từ đầu được không làm lại từ đầu đi anh Em nhớ anh nhiều lắm Đi anh Buông ra Buông ra đây Cô á Cô đúng là một điểm cháo trở Cô lấy tiền của tôi xài Mà cô đi cặp ngay với thằng này Thằng này là thằng nào Không phải như anh nghĩ đâu Đây 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 là anh họ của em Anh họ hả Thằng này mà anh họ hả Anh họ gì mà hai người ôm nhau xà nẻo xà nẻo vậy Tôi nói cho cô biết Cô là con điếm cháo trở Từ trước tới giờ Cô lấy tiền của tôi để cô đi nuôi thằng này tôi nói cho cô biết thằng này không có tử tế gì đâu nó đang lợi dụng cô đó anh à, đừng có nói lên tên gì người ta được không vậy nè ông anh tôi nói cho ông biết ông chửi con nhỏ này thì được còn ông mà chửi tới tôi á còn chửi nó cái chân. anh minh à, anh ơi anh ơi anh cứ gì bình tĩnh à, cái gì từ từ nói đây là quán của em à <cười> <cười> tôi nhớ mặt ông đấy anh minh anh minh cô đứng này đây đây tôi nói cho cô biết từ để gì sao cô đừng hồng xài một xu nào của tôi nữa anh bình tĩnh lại đi chuyện không có như vậy đâu tôi nói chưa hết tiền của tôi á thà tôi đem ra ngoài tôi cho ăn mày chứ tôi không có cho cái lỗ người với cô hiểu chưa cô hiểu chưa anh qua anh qua anh qua à, à, chị ơi nhìn cái gì mà nhìn đàn ông người ta yêu người ta ghen người ta biểu hiện như vậy đó tính tiền đi à, dạ Tại sao con không về nhà cô? Dạ, đã nhiều lần con nói với cô rồi, là con có lý do riêng. Đó là lý do gì? Má con á, thì lúc nào cũng mong mỏi con về sống với cô. Còn cô á, thì cũng muốn có một đứa con gái như là con. Châu Anh, nói cho cô biết đi. Lý do gì mà con không chịu về chung sống với cô? Con không về sống chung với cô được, tại con sẽ có việc làm Và công ty cũng đã cho con chỗ ở Con không muốn làm phiền cô Con muốn tự lập Không đúng Châu Anh à Với tuổi của cô nhìn con á Thì cô chắc chắn là con đang nói dối cô Con nói đi Có phải có một thế lực nào ngăn cản Không cho con về sống chung với cô Đúng không Dạ không có đâu cô Cô tin con đi anh hai làm gì mà căng dữ vậy Mày bỏ chân xuống coi sao mày ngồi y như con chó vậy trời anh có thấy con chó nào có dáng ngồi đẹp nha em không <laughs> yêu cái miệng là mày mày nói tôi nghe coi cái bà già đó tới đây làm gì Ấn, ẩn ẩn ẵn 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 mày làm gì vậy con chó sao nói chuyện với người được mày có tin là tao đập vô cái mặt một cái là ba máu mà nhìn không ra không <laughs> Bà má em chết lâu rồi Nhưng anh yên tâm đi Em cũng kể lại cho anh nghe thôi. Bà già đó Lần nào tới đây á Cũng chỉ có hai câu thôi Câu thứ nhất Tại sao con không về với cô Câu thứ hai Có thế lực nào ngăn cản con không về với cô không Rồi cho anh trả lời sao Thì cho anh trả lời Câu thứ nhất Con không về với cô đâu Câu thứ hai Không có thế lực nào hết Hết rồi Có thể không mày Thế Em nói láo em là con chó Nhưng mà tóm lại Không có gì đáng ngại hết trơn á Chỉ có điều là Em sợ á Cái bà già dạ cứ tới nói hoài á Bà cho anh sẽ siêu lòng á Cùng mày thì đáng chết thiệt Khai đau Tăng răng tăng răng tăng 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 Em gái, nhìn nè. thích không vàng trắng đó <laughs> vậy thì em thích cái gì chị sẽ mua cho em tiền tiền cũng được thôi nhưng mà phải giao hẹn trước khi nào mà em làm xong việc cho chị thì chị mới giao tiền cho em việc gì đơn giản thôi em hẹn con châu anh ra quán bằng lăng cho chị Bằng cách nào? <laughs> đó là việc của em Chứ không phải việc của chị Em phải làm cách nào đó để cho nó tin em Rồi ra đó gặp chị Chị sẽ có cách xử nó <laughs> Mày xử con mẹ đó cho tao Bắt đầu từ ngày mai Tao không muốn thấy con mẹ đó đến đây để làm mẹ mình. Mày nói cái gì? xử của mẹ đó mà cũng đội tao theo kẹp nếu như vậy tao làm luôn cần gì tới mày Đúng chó ăn thì được còn mới thì chết nhát tao cho tụi mày đối luôn ai kêu em hả tao kêu mày hồi nào em mới nghe chó chó gì đó. tưởng kêu em không á sao vậy anh bị sao hả hả đói bụng không em nấu mì cho ăn nha hay là có bệnh hoạn gì không em lấy thuốc cho uống nha ừ. im đi ủa kỳ cục vậy mình quan tâm cũng chịu nữa sao vậy ta không lẽ riết là bị thần kinh có khi nào ông chơi thuốc của ông bị thần kinh không ta không nếu bị thần kinh là mình bị trước chứ Mình nặng nhất nhà mà Khó hiểu à, mà Mày bị cái gì mà mày bè lem bèm vậy Mày bị thần kinh đúng không Ê Cái bệnh này á là phải đi vô bệnh viện á nha Tắm đêm cũng nên vô bệnh viện Mày khùng hả Ê Vậy Tao hỏi nè Hỏi gì Sáng nay mày đi đâu à Có ai hỏi tao hả Có Ai vậy Tao nè <laughs> Để tao nói mày nghe Ở trong cái nhà này Có một mình tao yêu mày Tao mới thăm hỏi Tao mới nhớ mày thôi Chứ mày đừng có hy vọng nghe Trời ơi thấy ghê quá mẹ ơi Trời. Ê Anh Minh đâu Trong phòng á Trong phòng với bà hả Chứ không lẽ với thằng bá chớp Ông đâu có biến thái Đâu không Mày á Mày ê, ê ê ê ê Cô kia đi đâu vậy Trời Đấy, đấy. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Mày làm gì thì có. Tao hỏi mày làm cái gì thì có. Không làm gì hết. Không làm gì thì làm ơn về đi ngủ đi. Mày đứng chặn ràng đây á, ông ra ông đập một cái là đời mày lúa luôn á. Công nhận, mày nói nhiều ghê á. Sao cái nhà này nhiều đứa thần kinh quá vậy? Em ra suy nghĩ chuyện gì vậy Tự nhiên em thấy nhớ má em quá Em yên tâm đi Anh có vài người bạn Hứa là sẽ tìm cách Để má em được ra sớm Vậy mà em có phải ra tòa không anh Chắc chắn là không Má em ra sớm thì làm sao ra tòa được Những người ra tòa là những người phải lạnh bán án kìa Anh hứa với em đó nha Đúng rồi Chắc chắn là phải hứa với em Lời hứa của anh cũng giống như là danh dự của anh vậy có tin tưởng chưa? Tin tưởng rồi thôi ngủ sớm nha. <laughs> hey, bây giờ anh sẽ kể tiếp cho em nghe một câu chuyện cổ tích để em ngủ thật là ngon, thật là sâu nhé. <laughs> alo, tôi nghe nè. chị bích nè, chị đang đứng trước cửa nhà em, em ra ngay đi, nhưng mà đừng để trai biết đâu. được rồi, tôi sẽ ra. nè, linh nhím, chị nè. Mọi người đâu rồi em Chị đừng nhắc tới mọi người nữa Tôi đang bực mình nè Mà nè Tự nhiên chị tới đây làm chi vậy Anh hai mà biết á Chị chết Tôi cũng chết nữa đó <laughs> Có vẻ Chị đang sốt ruột thì phải Hôm nay chị không đi khách hả Có chứ Không đi khách Thì tiền đâu mà đưa cho em đây mà nè, em đã nghĩ ra cách gì để dụ con châu anh chưa? Chưa Em chưa có cách Nhưng mà Chị đưa tiền trước cho em á Thì em cũng sẽ có thông tin cho chị Điều quan trọng nhất của con châu anh bây giờ Đó là má của nó Má nó hả? Ừ. Vậy thì Em nói với con châu anh là ra quán cà phê gặp một người đàn ông và người đàn ông đó sẽ giúp má nó ra khỏi tù. Người đàn ông nào? <laughs> Chuyện đó không phải của em. Đại ca, anh đi lấy xe nha. chớ dạ. Đi cẩn thận đó. Dạ. Tự dạ. cẩn. Dạ. Sư Dạ Mày ở nhà coi chừng con linh dạ. nhiếm nha Ủa mắc gì phải coi chừng đó Tao thấy dạo này nó kỳ quặc lắm Chắc chắn là có mua đồ gì Mày không cho nó là gần châu anh Ủa rồi nó muốn lại làm sao tôi cản được nó Tụi mày hay quá ha ha Con linh nhiếm thì dạo này hầm hừ Còn mày á thì theo phe nó trả đây với tao Được rồi Tụi mày hay lắm Đừng có trách tao Rồi xem vô duyên vậy trời không để hai con cọp cùng chuồng để biểu tôi điều khiển nó đừng có gây lộn ô okay kỳ vậy bà nội tôi sống lại làm cũng được nữa tôi si củn chứ phải siết thú đâu vô duyên chào anh tôi là công an khu vực dạ chào anh À, có chuyện gì không anh chúng ta có thể vào nhà làm việc được không dạ bây giờ anh dạ em xin lỗi anh nha tại vì hôm nay em rất là bận em có hẹn với khách chụp hình đó anh um, anh thông cảm hôm khác được không anh tôi chỉ đến đây để kiểm tra tạm trú thôi à, chuyện đó hả dạ thông báo với anh là em đã trình bày cho chủ nhà trọ cũng như là tổ trưởng của khu dân phố này rồi đó anh Ờ à, dạ dạ đây là thẻ của em còn chứng minh nhân dân của anh đâu Ờ, dạ, chứng minh nhân dân của em Em để ở nhà của ba mẹ em rồi anh Vậy ba mẹ của anh ở đâu? Dạ, ở bên khu Thảo Điền đó anh Nhưng mà ba mẹ em thường xuyên đi du lịch Chắc là bây giờ cũng đi du lịch rồi đó anh Tôi nghe người dân phản ánh Nhà anh thường có thanh niên hay tụ tập ở lại qua đêm đúng không? Dạ đúng là tụi em có tụ tập vào ban đêm Nhưng mà làm gì xong là tụi em về hết rồi anh Dạ không ai tụ tập đâu, anh yên tâm nha Được rồi, nếu anh bận quá thì thôi Để lúc khác chúng ta gặp nhau làm việc cụ thể hơn Tôi sẽ kiểm tra đột xuất nhà thuê của anh đó Dạ, em biết rồi, em cảm ơn anh dạ yeah. chào anh cảm ơn anh mình đi cô còn muốn gì nữa đây anh yêu em muốn xin lỗi anh xin lỗi con khí cô á đã cắm lên đầu của tôi Biết bao nhiêu cái sừng rồi Không hề Em làm gì dám cắm cái sừng nào lên đầu anh chứ Anh ghé đi đi Em sẽ nói sự thật cho anh nghe Sự thật không như anh nghĩ đâu Tôi bận rồi Thôi mà Anh đến đi rồi em sẽ đền cho anh Được không <laughs> Sao Đền gì Là em hả <laughs> Anh nói thiệt nha Anh Ngán em lắm rồi nếu vậy thì em sẽ đền miễn phí cho anh một cô khác xinh hơn đẹp hơn em anh nghĩ sao sao một cô gái khác hả dĩ nhiên rồi anh không tin em sao tuyệt vời lắm đó <laughs> thấy rồi tôi mới trả lời được ok vậy thì anh ghé quán bằng lăng nha em đang chờ anh ở đây đó rồi vậy đi <laughs> mở đã tới miệng mèo rồi Ngu gì mong hưởng chứ Con heo độc này Lần này cho mày nếm mùi cây đắng luôn chị chị ăn sáng đi em mua cho chị đó sao chị không ăn em mới mua đó không có thuốc chuột đâu chị đừng sợ <cười> chị <cười> có người muốn gặp chị á ai vậy ông đó vừa gọi điện tới đây nói là muốn lo công chuyện cho má chị người đó đang ở đâu là quán cà phê này nè Chị vô trỏng đi Ông đang đợi chị đó Nhưng mà tôi đâu biết ổng là ai Rồi ổng ngồi ở đâu Ổng tên là Hòa Ngồi ở phòng VIP Chị vô trong đó đi Tôi biết rồi Cảm ơn cô Alo, Tôi đã đưa nó tới quán cà phê rồi. Châu Anh, mày nghĩ mày là ai? Kỳ này mày sẽ biết tay tao. <laughs> dạ, chú có phải là chú Hòa không ạ? Đúng rồi. Anh là Hoa đây, nhưng mà đừng có gọi anh bằng chú, gọi bằng anh đi. Anh Hoa, à, em ngồi đi. Ừ, dạ. Nhà cô dùng à, gì ạ? À? Không cần đâu, anh mới kêu bình trà nóng. Dạ. Dạ, tôi tên là Châu Anh. <laughs> em dễ thương quá, em uống đi. Em đi một mình hả? Ừ, dạ. Chứ không phải đưa giới cho Nebit. Jenny là ai? Sao cô ta lại gài con nhóc này tới đây vậy? Cô ta có ý đồ gì? Chú có cách giúp cha má tôi mà phải không? À, ừ, có. Mà má cô bị sao? Thì má tôi đang ở tù. Chú nói là chú có cách giúp cha má tôi ra khỏi tù mà. Con nhỏ này đề nghị thẳng thắn quá. À, em uống trà đi à, Dạ à, Tất nhiên là dễ dàng thôi Có tiền là mọi việc xong hết à ừ. Mà Em cần bao nhiêu tiền ừ. Sao cái đó Chú lại hỏi tôi Chú phải biết chứ Biết cái gì Thì Chú nói là chú có cách Giúp cho má tôi ra khỏi tù Chú phải biết chứ Tại sao chú lại hỏi tôi Chắc là có một sự nhầm lẫn nào ở đây rồi. Tôi đâu có hứa gì đâu. Với lại, tôi với em mới gặp nhau lần đầu mà. À, khoan đã, em đi đâu? Em ngồi xuống đây, mình chưa nói hết chuyện mà. Em uống nước đi. Em yên tâm đi, từ từ anh sẽ tìm cách giải quyết. Có tiền là mọi chuyện giải quyết được hết. Hả?